mình không lẻ loi không u sầu nguyện cầu ta chào. Cảm ơn giọng ca của anh Suý, cảm ơn những tràng pháo tay của quý khách. Em ơi, có phải ngoài trời đang mưa không? Mưa đâu anh, hôm nay nắng rồi. Dạ hôm nay nắng rồi, mấy ngày trước thì mưa to lắm. Nhưng mà quý vị cứ yên tâm, quý vị đang hiện diện tại trung tâm hội nghị tiệc cưới Malis, một trong những nhà hàng tiệc cưới sang trọng kính thưa quý vị, và hệ thống máy lạnh rất là tuyệt vời. Bên cạnh đó những món ăn rất là vừa miệng và cái món ăn tinh thần từ ban nhạc Thiên Phú gửi đến cho tất cả chúng ta. Để một tiệc vui quy trên đây nhiều niềm vui và hạnh phúc một lần nữa, MC Hoàng thay lời cho ekip thực hiện chương trình trưa nay. Trung tâm hội nghị tiệc cưới Malis, Gia Chấn, Hương Đồng Quê, ban nhạc Thiên Phú và chụp hình áo cưới KK Tùng. Xin mời quý vị cùng nâng ly để chúc mừng cho đôi huyên ương trọn đời bên nhau. Nào quý vị ơi, ly đâu ạ? 1, 2, 3. Quá tuyệt vời. Giờ đây xin mời giọng ca của anh Sử với một ca khúc tự chọn để góp vui trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta cùng nghe.